Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamma savana kalo ayam paranta. Dhamma savana kalo ayam paranta. Dhamma savana kalo ayam paranta. Kính bạch chư tôn đức và kính thưa quý Phật tử, hôm nay trong thời pháp thường lệ hàng tuần xin được trình bày quý vị với đề tài là gương xuất gia của trưởng lão Rattapala. Vì quý vị biết rằng là một người mà muốn phát tâm đi xuất gia để trở thành một vị tỳ kheo hay một vị tỳ kheo ni không phải dễ dàng, thường là phải được cha mẹ cho phép, hoặc là người đã lập gia đình thì phải được vợ hoặc chồng cho phép. Mà trong trường hợp như ngài Rattapala đó, ngài là con trai một của một gia đình rất là giàu có, thuộc loài triều phú ở thời Đức thời bấy giờ, mà đã là giàu có mà chỉ có một người con trai duy nhất thì chắc chắn rằng là khi người con trai đó mà xin đi xuất gia mà là chưa có cháu để nối dõi nữa, thì thành ra cha mẹ không cha mẹ nào mà muốn cho con đi tu, khi mà cha mẹ đó cũng chưa, bản thân họ cũng không có hiểu đạo. Bấy giờ thời Đức Phật á, thì ngài là người dân xứ Kuru. Quý vị biết rồi, xứ Kuru là cái xứ mà người dân rất là thông minh và là nơi mà Đức Phật ngài đã thuyết bài kinh Tự Niệm Xứ. Đức Phật và Chư Tăng cũng thường du hành tới cái vùng này. Và trong một lần khi mà Đức Phật cùng với Chư Tăng đến nơi đó, thì khi đó ngài Rattapala đang còn là một vị thanh niên có nhà giàu. Nhưng mà ngài nghe người ta đồn rằng Đức Phật là bậc Thế Tôn, là bậc chánh đẳng giác, là bậc chánh biện tri, vân vân. Thành ra ngài nghe như vậy á, và ngài thấy rất là nhiều người đến đảnh lễ Thế Tôn, và khi đó đó ngài cũng đến gặp Đức Phật và cũng ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp. Và khi ngài tới, ngài nghe Đức Phật thuyết pháp xong đó, thì ngài mới suy nghĩ rằng đó, Đức Phật là người chứng ngộ và ngài thuyết giảng rất là hay, vậy thì làm sao mà ta cũng chứng ngộ được những cái điều mà Đức Phật ngài đã chứng ngộ và ngài đã thuyết giảng. Sự thật á, thì đời sống tại gia nó có rất là nhiều phiền não, không có phải dễ dàng để mà thực hành cái phàm hành cao thượng. Mà Đức Phật ngài thường ví cái đời sống xuất gia phàm hành giống như hoàn toàn thanh tịnh, ngài ví nó trong sáng như là cái vỏ ốc sa cư đã đánh bóng. Quý vị thấy những con ốc khi mà màu trắng đó, mà khi mình lượm về nó đã trắng rồi, nhưng mà vậy mà con đánh bóng lên nữa thì nó trắng, nó sáng, nó trong. Thì thường thường á, người ta hay ví đời sống xuất gia thanh tịnh phạm hạnh là như là vỏ ốc sa cư đã đánh bóng. Và ngài nghĩ rằng là như vậy đó, mình cũng nên xuất gia đắp y cà sa và trở thành một vị tỳ kheo. Khi đó đó, ngài nghe Đức Phật đang ở lại ở thành Kuru, lúc ở thì ngài cũng đi tìm đến để gặp Đức Phật, và ngài thưa với Đức Phật là ngài là con cũng muốn xuất gia để trở thành một vị tỳ kheo. Thì Đức Phật á, quý vị nhớ là Đức Phật ngài cũng đã từng hứa, ngài tức là một người con mà muốn đi xuất gia phải được sự cho phép của cha mẹ. Thì ngài hỏi là có cha mẹ con đã cho phép con đi xuất gia chưa? Nói dạ chưa, cha mẹ con chưa cho phép. Ngài nói rằng đó, nếu vậy thì Như Lai không thể cho phép những người con đi xuất gia mà nếu cha mẹ người đó chưa cho phép. Quý vị nhớ câu chuyện là khi mà Đức Phật ngài dắt La Hầu La đi xuất gia đó, thì vua Tịnh Phạn rất là buồn, cho nên sau này khi mà vua gặp lại Đức Phật á, thì có thưa với Đức Phật là lần sau đó, những người con mà đi xuất gia mà chưa được cha mẹ hay là người đỡ đầu cho phép á, thì Đức Phật ngài không nên cho đi xuất gia, bởi vì như vậy thì sẽ làm cho cha mẹ rất là đau khổ. Cho nên ngài cũng nói ngài không có nhận. Thì ngài bội biểu á, ngài phải đi về xin phép cha mẹ, thì ngài Rattapala nói được rồi, bằng mọi cách con sẽ xin cha mẹ con cho phép con đi. Nhưng mà khi mà đến thưa cha mẹ như vậy thì cha mẹ không có cho. Cha mẹ nói con là cái đứa con duy nhất của cha mẹ, con là được nuôi dưỡng trong cái sự an lạc, sự giàu sang sung túc như vậy, con chưa từng có bị khổ, mà bây giờ làm sao mà con đi xuất gia trở thành một vị tỳ kheo mà sống khất thực bữa này bữa rày đấy mai đó được.
dù con có chết mà cha mẹ cũng không muốn xa lìa con nữa, huống chi con còn sống làm sao mà cha mẹ bỏ con được. Thì ngài cứ khẩn khoản xin phép cha mẹ cho tới 3 lần, cha mẹ vẫn không cho. Thì khi mà biết cha mẹ mình rất là khó khăn đó, thì ngài phát nguyện, ngài nói rằng chính tại nơi đây là ngay giữa cái ngôi nhà của mình đó, là ta sẽ hoặc là chết hoặc là được phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Vì vì thấy cái đức tin mạnh mẽ như vậy, và từ đó đó ngài bắt đầu ngài nằm xuống nền nhà này, không ngài không trải đồ lót gì cả, không có trải mền trải ra, nằm ngay dưới nền nhà. Mà quý vị thiệt, một thứ vì công tử nhà giàu thời xưa đó, nằm là nệm ấm giường êm, phải có người đưa người hầu ngài kệ hạ. Bây giờ ngài nằm ngay dưới nền nhà và ngài tuyệt thực, bắt đầu tuyệt thực từ ngày hôm đó. Và khi ngài tuyệt thực á, là ngài nói là một là ngài chết, mà hai là phải cho phép ngài xuất gia, chứ còn ngài không có chịu đầu hàng. Thì cha mẹ của ngài ngày nào cũng tới năn nỉ cả, cha mẹ rất là thương con, rất là muốn cho con sung sướng. Bây giờ con mà ở nhà đó thì con muốn làm gì, con muốn ăn uống, con muốn ngủ nghỉ, con muốn chơi bời, con muốn thậm chí con muốn làm phước bổ thí gì cha mẹ cũng cho cả, nhưng mà con không có được xuất gia thôi. Thì ngài dù có năn nỉ bao nhiêu thì ngài cũng cứ nằm yên, ngài làm thinh, ngài không có nói gì cả. Thì cha mẹ khuyên lớn không được, cha mẹ ngài ấy mới tới gặp những cái bạn bè, những cái bạn người bạn thân của ngài ấy, nhờ những người bạn thân tới là làm sao để mà khuyên khuyên ngài. Bởi vì đôi lúc quý vị thấy rằng cha mẹ nói không nghe, nhiều khi bạn bè nói thì nghe. Thành ra những người bạn thân của ngài đó thì cũng tới cũng khuyên lên, cũng nói là thôi bạn bạn đừng bạn cũng chưa bao giờ biết khổ cả, làm sao mà từ sự một người mà sống xa hoa vậy, làm sao mà đi đi tu rất là khổ cực, phải đi bộ, trời nắng trời mưa trời lạnh trời nóng, rồi khi đói khi no, rồi còn phải hành thiền thức khuya dậy sớm, bạn không làm nổi đâu. Thôi thì mà trong khi cha mẹ bạn ở nhà đó thì bà sẽ thương nhớ bạn, sẽ sống không nổi, thành ra thôi thì bạn hãy thức dậy đi, ngồi dậy ăn uống đàng hoàng vui chơi, rồi bây giờ muốn làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, thậm chí muốn cúng dâng lâm phước bổ thí bao nhiêu cha mẹ cũng không cản cả. Vậy bạn đừng có đi tu nữa, đừng làm khổ cha mẹ. Nhưng mà rồi đó ngài vẫn nằm thi im, nằm làm thính làm thỉnh, ngài không có nói, bởi vì ngài quyết tâm hoặc là ngài chết hoặc là ngài trở thành một vị tỳ khưu thôi. Thì những người bạn thấy rõ cái ý chí của ngài là ngài một là ngài, bởi vì ngài không 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 ăn mà không, và không không cứ không nói gì cả. Thì cuối cùng bà người những người bạn hiểu được cái ý chí mà sắt đá của ngài rồi đó, thì họ mới tới thưa cha mẹ của ngài. Người ta mới nói đó, họ phân tích, họ nói rằng thôi bây giờ đó là Ratthapala là cương quyết quá, không bao giờ chịu nhường bước hết, hoặc là chết hoặc được đi tu thôi. Thì bây giờ hai bác á, nếu như mà cho mà Ratthapala đi tu thì dù sao ông cũng còn sống, rồi sau này hai bà con nhìn thấy mặt cũng được. Chứ nếu như mà bây giờ không cho đi tu thì ông chết mất rồi, khi mà ông chết thì bây giờ còn muốn nhìn thấy mặt cũng đâu có được nữa. Thôi thì kiểu chi bằng cứ cho ông đi xuất gia đi, nhưng mà biết đâu ông chỉ xuất gia hàng thời gian thôi, thì ông vô ông thấy cực quá, ông đi về nhà. Thì khi ông mà về nhà rồi thì ông chịu không nổi ở trong chùa thì về nhà, thì về nhà cha mẹ chứ ở đâu nữa. Thì như vậy đó, cho con đi tu nó lời hơn. Thứ nhất là con thấy được con, thứ hai là con có hy vọng á, là ông bỏ cuộc ông về nhà lại, chứ bây giờ không cho đi tu thì ông là chỉ có chết thôi. Thì cha mẹ nghe như vậy thì rất là có lý. Thành ra là cha mẹ mình nói là thôi bây giờ cho con đi xuất gia, nhưng mà con nên hứa đó là khi mà sau này con xuất gia, con thành tỳ kheo rồi đó, thì thỉnh thoảng con phải về thăm viếng cha mẹ cho cha mẹ đỡ nhớ. Thành ra là cha mẹ cho xuất gia. Thì ngài nghe tin là ngài rất là hoan hỷ, ngài ngồi dậy, ngài ăn uống, ngài phục hồi sức khỏe, và sau đó là từ giả cha mẹ và đi đến gặp Đức Phật và xin xuất gia. Thì khi mà ngài xuất gia xong rồi đó, ngài tu hành rất là tinh tấn. Khi mà ngài đi vào trong rừng á, trong rừng ngài kiểm ngài sẽ lấy một đêm một xong rồi đó, là ngài không có dễ vui, ngài tinh tấn và ngài hành thiền. Thì chỉ trong một thời gian rất là ngắn, ngài chứng bổn đạo bổn quả và ngài trở thành một bậc a la hán. Quý vị thấy một vị thanh niên con nhà giàu vậy mà khi mà đi vào tu đời sống khổ cực như vậy mà ngài không có nản lòng, mà ngài vào trong rừng ngài hành thiền, và chỉ một thời gian sau thôi thì ngài chứng đắc đạo quả.
Thì khi mà ngài chứng đắc đạo quả xong rồi đó, khi đó ngài mới nghĩ tới chuyện là bây giờ cha mẹ có yêu cầu là khi mà đi tu rồi thỉnh thoảng về thăm cha mẹ. Vì vậy cho nên là cha mẹ ngài ngài mới xin Đức Phật về thăm. Thì Đức Phật ngài cũng biết rằng là Đại Đức Ratthaphala bây giờ đã chứng đắc A La Hán rồi, bây giờ có về thăm cũng không sao, không có vấn đề. Quý vị biết rằng đó, những người mà khi mới xuất gia trong chùa ít khi mà cho về thăm nhà liền. Bởi vì á, khi mà về mà thăm nhà mới xuất gia thì cái tâm còn lưu luyến, mà cứ về thăm nhà hoài là còn dính mắc, ngay cả cha mẹ cũng dính mắc, rồi bản thân người đó cũng dính mắc, rồi chưa kể là cái oai nghi cử chỉ cũng chưa có được thuần thục, rồi tu tập cũng chưa, hầu giáo là pháp cũng chưa thuần thục đó, thì khó mà làm cho đức tin của cha mẹ được vững vàng. Cho nên phải chỉ khi nào sau một cái thời gian công phu mà người thầy mà thấy được được rồi đó mới cho về, thì lúc đó ngài Ratthaphala đã đến đắc đạo của A La Hán rồi. Cho nên khi mà ngài xin phép về thăm cha mẹ thì Đức Phật ngài cho phép liền. Vậy là sau khi được Đức Phật cho phép xong đó, thì ngài đắp y mang bạc, ngài lên đường, ngài đi trở về quê cũ của ngài ở xứ Kuru. Thì khi đó thì ngài mới tới trong cái khu vườn thường uyển của Đức vua Korabja ở trong cái thành phố đó. Mà quý vị biết ngày xưa ngài là công tử con nhà giàu và cũng là người bạn của Đức vua, bởi vì cũng là một vị công tử mà giàu sang, rồi nhà vua cũng rồi cũng có học hành đó. Thành ra là khi mà ngài về thì ngài chưa có về tới nhà, và ngài không ở trong nhà mà ngài ở trong khu vườn thường uyển của nhà vua. Và ngài đi bác vào trong thành, ngài cũng đi tuần từ từng nhà, và đến cái nhà của cha mẹ ngài á thì ngài cũng đứng đó ngài đi bác. Thì lúc đó đó cha của ngài là đang ngồi trước cửa cho người thợ cắt tóc, họ tới họ chà, họ cắt tóc, họ chạy họ 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 cắt tóc rồi họ cắt tóc rồi cạo râu cho ông đó. Thì ông cha, quý vị biết ngày xưa người ta không có đi tới từng tới tiệm hớt tóc, mà ông tờ hớt tóc là đi học giàu, anh đang những nghe giàu thì họ mời một thợ cắt tóc tới tận nhà mình. Thì cha của ngài đang ngồi trước cửa đó thì thấy một ông sư đi ngang, mà không có nhận diện hết được ông sư, bởi vì khi công tử ra đi là một vị thanh niên ăn mặc rất là khác, bây giờ trở về là một vị sư thì hoàn toàn người cha nhận không ra. Chỉ thấy một ông sư từ xa đi đến á, thì ông của trách ông nói là vì mấy cái ông sa môn đầu trọc này này mà dụ dỗ cái đứa con yêu quý duy nhất của ta nó xuất gia rồi. Ông rất là hầm hực. Thì khi đó đó ngài Ratthaphala đó, ngài tới đứng trước cửa nhà của cha mẹ, ngài đứng đó im lặng, nhưng mà không ai cho ngài, không ai bố thí cả, bởi vì người ta giận quá, giận mấy ông sư, nói là ông sư này cu rủ con mình mà. Thành ra là thậm chí người ta cũng không nói là mời sư đi nhà khác đi, tôi không có, người ta cũng không nói. Thành ra ngài cứ đứng đó hoài. Và sau đó đó thì khi đó ngài định bỏ đi đó, thì ngài mới thấy cô tớ gái từ trong nhà bước ra, tay bưng một cái dĩa bánh. Cái dĩa bánh này á, đã để cách đêm nó bị thiêu rồi, cô này cô định đem đi đổ. Thì ngài á, mày mày gọi cô đây tớ nói rằng á, thôi cô đừng, cô mà để cô bỏ, cô định đem đi bỏ cái bánh thiêu này đó, thì cô cho tôi đi, bỏ trong bạc này, đừng có quất, đừng có vất. Thì khi cô tớ cái giờ cô đây tớ á, cô mới đem cái bánh thiêu cô đến tới cô đổ đình đổ đang đổ vào bát của ngài, thì cô nhận ra cái giọng nói rất là quen, và cũng nhận ra cái nét mặt cái tay chân của ngài, cho nên là cô nhận ra đây là vị thiếu chủ của mình rồi. Cho nên cô chạy về nhà, cô báo tin cho mẹ của ngài, nói là ô bà chủ ơi, là công tử ngài đã trở về rồi con. Thì bà nói thật không, nếu mà đúng thật mà công tử trở về đó, thì ta sẽ ban ơn cho con, từ nay là con không có làm tối đòi nữa. Quý vị biết là đây chứng tỏ là người mẹ rất là mừng. Mà ngày xưa mà khi người ta mừng, người ta hay thưởng đó, thưởng một người mà đang làm tối đòi mà được giải phóng không làm tối đòi là cái thưởng rất là lớn, còn hơn là thưởng vàng bạc nữa. Và khi đó bà mới đi tìm ông chồng là cha của ngài đó, bà mới nói bây giờ là bảo cho ông biết á, là Ratthaphala là con của mình á đã về tới đây rồi. Thành ra hai vợ chồng mừng rỡ quá đi ra. Thì khi mà họ đi ra đó thì họ mới thấy ngài đang ngồi dưới cái mái hiên nhà mà dùng cái loại bánh thiêu. Họ không bao giờ tưởng tượng mà ngài bây giờ mà như vậy. Thành ra người cha mày tới mày nói cho con ơi, vì sao mà con lại có thể dùng ăn cái bánh thiêu như vậy được, con đã về tới nhà của mình rồi mà sao con còn con ngồi đây mà ăn những thứ này. Thì ngài Ratthaphala ngài trả lời là thưa thân phụ, bần đạo là người xuất gia rồi đâu có con nhà nữa.
bậc xuất gia là bậc không có nhà. À, thì bây giờ ngài không coi cái nhà đó là nhà của ngài nữa. À, đây là cái câu để nói lên định nghĩa của bậc xuất gia đó. Bậc xuất gia là không còn nhà nữa, đã là cái người mà sống không nhà không cửa rồi. Thì khi đó ngài ông cha thân phụ của ngài mới nói rằng là thôi con hãy đi về cha, đi về nhà đi, đi về nhà để coi cha dâng cúng cho con những vật khác chứ đừng ăn những cái thứ bánh thiêu này nữa. Ngài nói không, hôm nay là bần đạo thọ thực đầy đủ rồi, không có đi nữa. Thì thân phụ của ngài nói nếu thôi hôm nay không giờ không thọ dùng đó thì ngày mai cha mời con tới nhà để mà thọ thực tại nhà mình. Thì ngài im lặng, ngài nhận lời. Vậy là cha mẹ của ngài đó nói rằng ngày mai con của mình mà về đó là mình phải tìm cách làm sao để mà quyến rũ, để cho lôi kéo ông ở lại chứ ông đừng có đi nữa. Vậy á là bắt đầu đem tất cả vàng bạc ở trong kho đó đem ra chất thành hai cái đống cao thiệt là cao giữa nhà, lấy vải che lại. Xong rồi đó, trước đây ngài Ratchaprala khi mà ngài chưa đi xuất gia là ngài cũng đã có mấy cô vợ rồi. Ngày xưa quý vị biết rằng là vợ người ta là chế độ đa thê mà, thành ra là mấy cô con dâu đó là mà vợ cũ của ngài đó là ông kêu ra ông nói hôm nay đó là chồng của các con là về nhà, thành ra các con bây giờ là mặc áo quần cho thiệt đẹp, đeo nữ trang vào và làm duyên làm dạng làm sao mà quyến rũ cho được ông chồng của mấy đứa con ở lại đó thì giỏi. Thành ra là đêm hôm đó là cả nhà là chuẩn bị nấu nướng thiệt là ngon lành, là ngày hôm sau đó là thỉnh ngài về. Thì khi mà ngài mà về tới nơi đó thì ngài cũng rất là uy nghiêm, ngài mang y mang bạc rồi đi tới nhà như là nhà của một vị cư sĩ bình thường vậy đó. Thì khi đó ngài vào ngồi yên vị rồi bắt đầu cha của ngài bắt đầu mới dỡ hai cái tấm vải che, hai cái đống vàng đống bạc nó ra, nói với ngài đó, con bây giờ đó cái đống vàng bạc này là của cải thừa kế, bên này là tự đống thừa kế từ bên cha, bên kia là đống thừa kế từ bên mẹ, rồi còn á là vàng bạc mà thừa kế từ ông nội, bà nội, ông cổ, bà cổ của con rất là nhiều nhiều lắm. Thôi thì bây giờ con hoàn tục, con trở lại đời sống tại gia đi. Bây giờ tất cả của cải này đó là giao cho con hết, con muốn tiêu dùng, con muốn bổ thí gì cũng được hết á. Thì ngài Ratchaprala ngài nói một câu rất là dứt khoát. Ngài nói đó, nếu như mà cha mà muốn nghe lời khuyên của con đó, tốt hơn là cha khuân tất cả cái vàng bạc của cải này hết á, bỏ lên một chiếc xe rồi đem đi ném xuống sông đi. Quý vị nhảy cái giải đồ dứt khoát lên nổi mà vàng bạc đem đi ném xuống sông, chứ không phải nói đem đi cho đâu nha, đem đi ném xuống sông đi. Rồi ngài giải thích vì sao như vậy, là bởi vì chính do cái vàng bạc của cải này đó là cái nguyên nhân mà làm cho thân phụ phải khổ tâm. Thì khi đó thì những người trong nhà là thấy ngài cương quyết quá. Khi đó những người vợ cũ của ngài mà bước tới ôm chân ngài mà thưa rằng là không, vậy không biết vì sao mà ngài đi tu như vậy, là ngài muốn được những cái thiên nữ như thế nào mà ngài tu kiểu này, thì những cái thiên nữ đó xinh đẹp lắm hay sao mà ngài phải cực khổ như vậy mà từ bỏ chúng tôi. Ngài mà trả lời đó, mày các cô em gái, ngài không, ngài dùng từ cô em gái là để chỉ cho những cái người mà bây giờ là không còn là vợ, ngài không coi là vợ nữa, coi như những cô em thôi. Ngài nói ngay những cô em gái bằng đào á mà hành phạm hành cao thường này đó, không phải là được để mà mong muốn được một cái thiên nữ nào hết á, đừng còn hiểu lầm như vậy. Thì những cô vợ nghe ngài mà kêu mình bằng những cô em gái đó thì họ cũng tối tăm mặt mũi và họ ngất xỉu luôn, họ nằm xuống lên nhà luôn. Thì khi đó ngài Ratchaprala ngài mà thưa về thân phụ của ngài á là thôi thân phụ á muốn bổ thí vật thực á thì hãy bổ thí vật thực cho bằng đạo đi, chứ đừng có nên dùng của cải đàn vàng bạc rồi đàn ba tất cả những cái thứ đó mà quyến rũ bằng đạo nữa, bởi vì đối với bằng đạo là những thứ đó nó không có cái nghĩa lý gì hết nữa. Thì khi đó thân phụ của ngài biết là không quyến rũ ngài được, cho nên là bắt đầu mà đem vật thực ra dâng cúng cho ngài. Thì khi mà ngài thọ thực xong rồi đó, ngài mới thuyết pháp, và những cái lời thuyết pháp của ngài trở thành một cái bài thơ mà mình hay gọi là kệ đó. Thật ra kệ tức là một dàn thơ, là văn vần rất là xuôi. Thì trong cái bài kệ khi mà ngài thuyết pháp cho trong nhà nghe đó, thì ngài mới nói rằng là hãy nhìn rõ sắc thân nó chín cái úng lở loét. Chín úng tức là mình nói trong người mình có chín cái lỗ đó, mình hay kêu là thất khiếu, cửu khiếu đó, nó lở loét chảy ra đồ hôi thối, thường bình hoàng ổn đau, vô thường không bền vững, phải chịu khổ triền miên, mà có người tưởng lầm cho là thân xinh đẹp,
Thành ra cái bài nguyên một cái bài kệ của ngài á thì khá dài, mà trong đó đó ý của ngài thì ngài nói rằng là đừng có tham đắm vào trong cái đẹp của thân xác, vào trong cái đẹp của trang của là nữ trang, của trang sức, cũng đừng có đừng có si mê vào trong những cái vàng bạc ở trên đời này. Tất cả những cái đó là nó chỉ đánh lừa thôi, đánh lừa được cái kẻ si mê trần tục, chứ không có thể đánh lừa được bậc trí, vì nó không có một cái giá trị gì cả. Thì ngài mà thuyết bài kệ này xong đó là ngài dùng thần thông, ngài bay lên trên hư không. Quý vị thấy rằng là bởi vì ngài muốn đồi cho thân quyển của ngài biết rằng là ngài cũng đã tu thành chứng quả rồi, có luôn cả thân thông nữa, để cho họ tin tưởng nể phục của ngài. Ngài mà không có còn làm phiền mà kêu quyến rũ ngài nữa, thành ra ngài dùng thần thông, ngài bay lên hư không và ngài đáp xuống cái vương thượng uyển của đức vua, và ngài ngồi nghỉ vậy đó. Thì ngày hôm đó đó, đức vua cũng là kêu người làm vườn hãy dọn dẹp sạch sẽ để nhờ vua tới thăm. Thì người dọn dẹp vườn mới gặp được ngài Ratthapala, thành ra mới bảo cho nhà vua biết à, hôm nay có Ratthapala là một người trước đây là một vị bà la môn rất là cao quý, rất là nổi tiếng ở trong thành, bây giờ trở về. Thì nhà vua nghe vậy là biết rằng à, đây là người bạn cũ của mình, cho nên nhà vua rất là hoan hỷ. Tới là hai người bạn cũ gặp nhau rồi ân cần thăm hỏi đó. Thì nhà vua có đặt một câu hỏi cho ngài Ratthapala đó. Ngài nói rằng là trên đời này đó, chỉ có khi mà gặp những bốn điều suy thoái thì người ta mới xuất gia thôi. Thì vì sao ngài không có cái bốn điều suy thoái đó mà ngài lại xuất gia? Quý vị biết rằng cái quan điểm mà bốn điều suy thoái để xuất gia, đây là cái quan điểm của đạo Bà La Môn. Thì thứ nhất á, là suy thoái do tuổi già sức yếu. Thứ hai đó là suy thoái do bệnh hoạn ốm đau. Thứ ba là suy thoái do của cải tài sản khánh kiệt. Và thứ tư đó là suy thoái do không còn họ hàng thân quyến. Thì như vậy đó là khi nào mà mình mất bốn cái này, tức là tuổi già nè, bị bình hoạn, bị mất của cải và bị mất thân quyến, không còn ai, bị cô đơn đó, khi đó mà đi tu. Thì mà nói thật, bác ngài đức vua mà nói, nhưng mà thấy ngài là từ xưa chứ là cũng không có tuổi già, khi đó ngài đang còn rất là trẻ, rất là khỏe, cũng không có bình hoạn ổn đâu, cũng không có bị khánh kiệt tài sản, bởi vì nhà của ngài là vàng bạc chất như núi mà. Và cũng không phải là không còn họ hàng thân quyến, người bây giờ cha mẹ của ngài cũng còn, mấy bà vợ cũng còn, và ai cũng rất là quý mến ngài cả. Thì khi đó đức vua mới hỏi rằng là vì sao mà ngài không có những điều suy thoái như vậy mà ngài xuất gia? Thì ngài mới nói rằng đó, thưa đại vương, đức thế tôn á, là ngài là dạy khác, ngài không có phải dạy là do bốn sự suy thoái đó mình mới xuất gia, mà do bốn cái pháp khác, mà nhờ hiểu những cái pháp đó đó, dù ngay khi mình đang còn trẻ mình cũng xuất gia. Thứ nhất á, mình phải hiểu rằng á, là sự già sự chết nó dẫn dắt cho tất cả mọi người, và cuộc đời của này là vô thường, là không bền vững. Thành ra đó, khi mà mình tức là phải biết niềm tới sự già sự chết và chết vô thường, nó không bền vững như vậy, làm sao mà mình nói mình chơi cho tới già rồi mình tu, mình chơi cho tới khi mình bình hoàn rồi mình tu, biết mình có còn sống tới già hay không, biết rồi biết mình còn sống tới khi nào. Thành ra đó là người mà muốn ghi xuất gia là vì biết rằng sự già sự chết nó dẫn dắt tất cả mọi người, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai đó, đức Phật ngài cũng dạy nữa đó, là tất cả mọi người không ai có một nơi nương nhờ và không có một nơi ẩn náu. Mà vì mình hiểu rằng không có nơi nương nhờ, nơi ẩn náu, cho nên là phải xuất gia để trở thành tỳ khưu. Vì sao mà nói rằng cuộc đời này mình không có ai là nơi nương nhờ, không có ai nơi ẩn náu? Bởi vì thấy rằng đó là trên đời này người ta cứ nghĩ rằng á, là mình sẽ nương nhờ cha mẹ, mình nương nhờ chồng con, hay là nương nhờ anh em, nương nhờ những cái người mà mình tin tưởng, để mà mình nghĩ rằng là họ sẽ giúp đỡ cho mình. Nhưng mà giả sử như quý vị thấy, những khi mà mình bị bệnh nặng đấy, mình bị bệnh nặng, mình đau đớn, mình bị sốt cao, mình đau, mình nhức á, thì bây giờ cha mẹ mình có thương mình, cũng mua thuốc cho mình uống, nhưng mà cái thuốc đó không có chữa được, mình vẫn đau quằn quại vậy, thì đâu có ai giúp mình được, không ai đau giùm cho mình được, không có ai khổ giùm cho mình được cả, không ai làm gì được cho mình hết. Họ cái gì họ giúp mình, mà bây giờ rồi vượt ra khỏi khả năng của họ thì họ chịu thua rồi. Thành ra đó
trên đời này không có nơi nương nhờ, không có nơi ẩn náu, và chỉ có nghiệp. Nghiệp mà kéo tới rồi thì mình chỉ có cách là mình phải chịu lạnh, mà lạnh một mình thôi. Quý vị thấy gia đình mình có giúp thì giúp một phần, chứ còn cái nghiệp của mình là mình phải trả. Thì điều thứ hai đó là mình phải quán tưởng rằng á, là tất cả mọi người đều không có nơi nương nhờ. Và cái quán tưởng thứ ba đó là của người đời này, trên đời này không có cái gì là của ta cả. Và vì vậy cho nên thân xác này mình cũng phải từ bỏ, của cải tài sản cũng phải từ bỏ. Và mình đi, khi mình đi là đi hoàn toàn tay trắng cả. Thì quý vị thấy đang khi đang giàu như vậy, nhưng mà ngài thấy ra rõ là không có cái gì gọi là của ta hết. Cái thân xác này cũng vậy, của cải tài sản cũng vậy, cái gì cũng vậy. Bởi vì mình nói là của mình, nhưng mà chỉ cần là một đêm mà một cái trận lụt mà khởi nổi lên là mạng mình cũng chết, của cải mình cũng bị kéo đi, nhà chạy một cái thì đâu còn cái gì nữa. Thành ra nó rất là mong manh, không có cái gì mình gọi là của ta cả. Thì đó là lý do thứ ba, tức là mình nên quán như vậy, không có cái gì là của ta cả, không cái gì mà ta cũng phải từ bỏ hết, ta không có từ bỏ nó thì nó cũng phải từ bỏ ta thôi. Và cái điều quán tưởng thứ tư, để cho một người muốn xuất gia đó, là người đó hiểu rằng á, mọi mình sống á, mà không tu tập á, là cái tâm tham muốn không có bao giờ biết đủ cả. Luôn luôn nó cảm thấy thiếu thốn, và điều luôn luôn là làm nô lệ của tham ái. Đây là một cái sự thật, quý vị thấy rằng là có bao giờ mình biết đủ chưa? Mình được cái này đó, mình sẽ muốn cái khác. Mình có một cái máy rồi, mình sẽ thấy cái máy khác tốt hơn, đẹp hơn, tiền hơn, thì mình cũng sẽ muốn có cái máy đó. Và người ta vì biết cái nhu cầu của người đời như vậy, cho nên các nhà sản xuất người ta mới tạo ra những cái, người ta phải nghiên cứu, người ta làm ra sản phẩm mới. Bởi vì khi nào có sản phẩm mới là cái tâm tham của con người lại khởi lên nữa, và không bao giờ mình biết đủ hết. Mà một người mà sống mà không bao giờ biết đủ như vậy, và làm nô lệ cho tham ái như vậy đó, thì không bao giờ sống hạnh phúc cả. Cho nên khi một người mà hiểu ra rằng nếu như mà mình muốn tu tập á, là mình phải diệt bỏ cái tâm tham muốn này, thì chỉ có cách á, là từ bỏ gia đình, từ bỏ những cái thể tục, và xuất gia để trở thành một vị tỳ khưu, luôn sống trong giới luật, sống trong cái sự pháp hành thiền định thiền quán đó. Thì nhờ vậy thì mình có thể ngăn chặn được những cái sự thiếu thốn đó. Thì khi mà nhà vua thì quý vị thấy rằng từ bốn cái suy thoái đó, cái quan niệm mình so sánh đó, thì mình thấy hai cái quan niệm của hai tôn giáo nó rất là rõ ràng. Khi mà với người đạo Bà La Môn, người ta cho rằng chỉ khi nào mình bị suy thoái tất cả cái đó thôi, mình rụt vô mình tu. Nhưng quý vị thấy rằng khi đó thì còn sức đâu nữa mà tu. Của cải khánh kiệt thì mình buồn khổ, rồi sức khỏe không còn, tuổi thọ thì sắp hết, rồi bà con không có ai để giúp đỡ cho mình, hồ đồ cho mình, bây giờ mà tu thì khó lắm. Thành ra đó, cái quan niệm đó là cái quan niệm mà người ta tu như cái phải vô thể mà phải tu thôi. Còn quan niệm của đạo Phật á, một người mà muốn xuất gia, họ phải có cái lý tưởng và có cái sự soi sáng để hiểu vì sao mình xuất gia. Mình xuất gia vì mình thấy rằng tất cả cuộc đời này nó không có cái gì là của ta, không có gì để bám víu cả. Và khi mà không có cái gì là bền vững cả, và không có cái gì là để nơi nương nhờ ẩn náu cả đó, thì mình thôi thì mình xuất gia, mình tu tập để tự làm nơi nương tựa cho mình. Thì khi mà nhà vua nghe được những câu trả lời như vậy thì nhà vua rất là hoan hỷ. Nhà vua khen ngợi thường ngày cái nói là ô cạch kính bạch đại đức Ratthapala, ngài thật là câu trả lời thật là phi thường, thật là chưa từng có bao giờ được nghe như vậy cả. Rồi khi mà kết thúc câu chuyện với nhà vua đó thì ngài cũng làm bài kệ nữa. Khi mà ngài nhìn bài kệ thì ngài nói rằng là ngay cả khi mà nhìn thấy người giàu có đó mà họ cái tâm tham họ cũng còn vẫn tham lam, vẫn sân hận, vẫn si mê như vậy đó, họ cũng còn tham gom góp cho nhiều càng nhiều nữa, rồi thì tất cả những cái đó không có đưa tới đâu hết, chẳng có bao giờ đủ hết, và làm cho họ khổ thêm mà thôi. Thì cái bài kệ mà ngài nói cho đức vua thì khá dài. Thì mục đích á, là ngài cũng làm sao để cho nhà vua mà hiểu rõ được vì sao mọi người, vì cái lý do gì mà một quán thượng như thế nào mà một người họ xuất gia. Chuyện mà nhà vua mà nghe như vậy, hoan hỷ như vậy đó, thì sau này khi Đức Phật mà ngài nghe thì ngài rất là khen ngợi. Ngài tuyên bố rằng Ratthapala đó là vị đại đệ tử mà đứng thứ nhất
tội thẳng về việc là xuất gia do lo có cái lòng tin, đức tin thanh tịnh tuyệt đối ở nơi Tam Bảo. Quý vị thấy rằng là một người giàu có như vậy, có thân quyến thương yêu như vậy, địa vị cao như vậy mà ngài bỏ tất cả ngài đi tu mà có phải dễ dàng đâu, cha mẹ ngăn cản này kia mà phải nhìn đói, phải cương quyết là tha chết chứ không có chịu, một là chết mà hai đi xuất gia. Thành ra Đức Phật khen ngài là tội thẳng đệ tử do xuất gia với cái lòng tin thanh tịnh. Và cũng kể về cái quá khứ của ngài đó, trong trong của bộ chủ giải của trưởng lão Tăng Kệ đó, thì cũng kể trong quá khứ thì ngài cũng đã từng sinh ra là con của một gia đình rất là giàu sang ở trong cái thành Hansavati đó. Và khi mà cha mẹ của ngài mà qua đời rồi thì ngài trở thành một người thừa kế tất cả tài sản đang xạo rất là lớn lớn không thể kể xiết được. Thì khi mà người quản gia đó bắt đầu mà chỉ cho ngài từng cái kho, dắt đi tới kho này kho kia, à kho này là của để tổ tiên để lại này, kho này là của ông bà để lại này, kho này của cha mẹ để lại này, khi đó ngài mới suy xét ngay là theo tất cả cái của cải này nó rất là to lớn, từ nhiều đời để lại như vậy ai cũng tạo ra nhiều của cải mà không ai đem theo được cái món nào hết á, vậy thì đến đời ta đó mà ta không biết sử dụng thì nó cũng để lại cho người khác thôi, ta nên sử dụng tất cả những cái tài sản này để mà đem lại một sự lợi ích của sự an lạc thật sự. Cho nên ngài mới đem bố thí hết, ngài đem tài sản đó ngài bố thí cho người nghèo, người qua đường, người bệnh tật, người cô đơn, ngài đem cho hết. Và ngài còn nuôi, ngài còn hộ đồ cho những vị đạo sĩ tu tập nữa, và những vị đạo sĩ này đã chứng đắc được cả thiền cả thân thông luôn, và ngài làm việc thiền cho tới khi mà ngài hết tuổi thọ ngài chết. Và nhờ vậy cho nên là rất là nhiều đời sau này ngài sinh làm cõi chư thiên ở trên cõi trời dục giới đó. Quý vị biết rằng khi mình bổ thị nhiều thì mình sinh lên cõi trời như một trời dục giới thôi, còn nếu như một người mà muốn sinh lên cõi trời sắc giới và vô sắc đó thì người này phải đắc thiền kia. Còn ngài lúc đó chỉ là một cư sĩ mà biết hồ đồ thôi. Thành ra ngài bổ thị rất nhiều. Rồi còn nhiều đời nữa, qua Đức Phật này, qua Đức Phật khác ở trong quá khứ đó, thì cũng có một lần trong thời của Đức Phật Phật Padumuttara đó, thì ngài có một lần ngài nghe Đức Phật, ngài ở là một vị cần sự nam thôi, tức là vị cư sĩ đó, ngài nghe Đức Phật tán dương một vị sư. Lúc đó nói rằng là đây là vị mà tối thẳng về cái đức hạnh xuất gia với cái đức tin trong sạch đó, thì ngài hoan hỷ quá và ngài phát nguyện rằng đó, là ta cũng sẽ muốn trở thành một vị tỳ khưu xuất gia do cái đức tin trong sạch như vậy. Thành ra là hôm đó khi mà phát nguyện xong á, quý vị, thường mà người ta phát nguyện một cái điều gì to lớn như vậy đó, người ta phải tạo cái phước để tạo cái sức mạnh cho cái nguyện đó nó sớm thành tựu. Thì ngay lúc cái kiếp đó ngài cũng là một vị công tử rất là giàu có, quý vị biết ngài thịnh bao nhiêu. Đức Phật cùng với 100.000 vị tỳ kheo, 100.000 vị mà để bác suốt 7 ngày, thì biết bao nhiêu là tài sản Phật thực đem ra cúng. Và khi mà đến ngày thứ 7 xong rồi đó, thì ngài mà khi đó ngài mới phát nguyện trước Đức Phật là con mong muốn con trở thành cái điều vị tỳ kheo là được gọi là tối thẳng về cái chuyện xuất về hành là xuất gia do đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Thì khi đó Đức Phật ngài thấy rõ cái căn cơ ước nguyện như vậy, cho nên là ngài thọ kỹ cho ngài là sau này sẽ trở thành một vị tỳ kheo như vậy. Thì quý vị thấy rằng đây là câu chuyện của ngài Ratthapala về cái gương xuất gia đó, gia của người ngoài đạo cũng như là lý do xuất gia của đạo Phật là thế nào, rồi cái người mà đi xuất gia rồi đó thì đối với của cải ra sao, đối với thân quyến ra sao. Cái thái độ rất là dứt khoát để mình thấy rằng đó, mỗi lần á mình phải nhắc nhở lại, có những người thì khi mà đi xuất gia thì là cái tâm rất là trong sạch, cái đức tin rất là mạnh mẽ và nghĩ rằng là mình đi xuất gia là để từ bỏ tất cả những cái thế gian của cải, danh vọng địa vị, thân người thân quyến, cái gì mình cũng từ bỏ. Nhưng mà đến khi xuất gia một thời gian rồi đó, thì cái tâm mà cái ý hướng ban đầu là bắt đầu nó càng ngày nó càng mất đi, yếu đi. Và cái tâm mà khi mà yếu đi mà tâm mà lơ là trong sự tu tập á, thì khi đó
thấy những cái lời dưỡng, thấy những cái của cái vật chất á, có khi là khởi lên cái tâm tham trở lại. Thành ra mình thấy không ít có những người mà tuy là xuất gia rồi nhưng mà vẫn rất là dính mắc với tiền bạc, với địa vị, với danh vọng, thậm chí là dính mắc với người thân. Không những là người thân ở trong gia đình mình mà còn dính mắc với những cái người khác, người cùng phải, người khác phải nữa. Thành ra khi mà thấy như vậy đó thì thật ra mình, người Phật tử người ta nhìn người ta cũng thấy, và ngay cái người bản thân người đó, nhưng mà có khi bản thân của người đó thì lại không có thấy, mình vong thân, mình không còn nhớ gì mình nữa, mình chỉ chạy theo cái bên ngoài. Có những lúc người ta chạy theo như vậy, người ta không có biết là mình đang chạy theo cái gì, người ta không có biết vì sao mình làm như vậy. Thành ra có những lúc cần phải đọc lại tấm gương của những vị xuất gia để thấy rằng là vị họ xuất gia một cách mạnh bạo, như mạnh mẽ như vậy, tha chết hoặc là chết hoặc là được đi xuất gia, chứ không có một cái chọn lựa thứ hai. Không có nói rằng bây giờ ở nhà thôi thì ở nhà nuôi, ở nhà với cha mẹ rồi lâm phước cũng được, đã xuất gia. Bởi vì xuất gia là tập toàn bộ thời gian, sức khỏe, toàn bộ tâm trí của mình là chỉ tập trung cho cái sự tu tập giải thoát mà thôi. Thì bởi vì cái đời sống tài giá cư sĩ thì quý vị biết rồi, bao nhiêu là ràng buộc, bao nhiêu là trách nhiệm, không thì giờ đó, cái thì giờ để mình có thể tu tập nó được rất là ít. Và nếu như mà mình chưa kể là còn có gia đình, có vợ, có con, có cháu, thì hầu như là cái thì giờ để mà săn sóc rồi lo lắng rồi nói chuyện với nhau là không còn thì giờ để mà tu tập nữa. Thành ra có lẽ đó thì sẽ lần lượt kể cho quý vị nghe những cái tấm gương khác. Đầu tiên là vị tỳ kheo là ngài Ratthapala, rồi sau đó có những cái vị tỳ kheo ni hay là những vị tỳ kheo khác đó, để coi cái tấm họ xuất gia trong cái hoàn cảnh như thế nào. Bây giờ thì xin được dừng lại cái câu chuyện ở đây. Hôm nay thì xin nói với quý vị về cái chuyện đó, lý do với suy tư như thế nào để mà xuất gia. Và khi xuất gia rồi đó thì phải có cái thái độ dứt khoát, từ bỏ như thế nào. Và để coi thử đó là mình thấy rằng là đối với mình, cái pháp xuất gia, mình có thể xuất gia không, hay mình có cái nguyện xuất gia trong của tương lai gần hay là tương lai xa hay không, hay là mình có thấy rằng đời sống cư sĩ nó thích hợp hơn, nó tốt đẹp hơn, còn hơn là xuất gia đôi lúc mình nghĩ là mang nợ thì đàn na tiện thị. Thành ra cũng muốn biết sau trong cái thời Phật Đàm đó, rất là muốn nghe nhận xét của quý Phật tử là quý vị nghĩ như thế nào về cái đời sống của tài gia và xuất gia. Nếu như cho quý vị chọn lựa hiện giờ đó, là giữa mà nếu như mà điều kiện cho phép, không có vướng bận á, thì mình sẽ chọn đời sống tài gia hay là xuất gia. Và mình nghĩ như thế nào khi thấy rằng là có những vị xuất gia thân xuất gia mà tâm không xuất gia, ngược lại có những người là tâm xuất gia mà thân không xuất gia chẳng hạn. Quý vị thấy rằng có bốn hàng như vậy, gọi là có hàng là thân xuất gia mà tâm không xuất gia, tức là thân bên ngoài thì hình thức là một vị sư, một vị tỳ kheo ni, nhưng mà cái tâm thì rất là dính mắc với trần tục, dính mắc với thế gian, với gia đình. Ngược lại có người đó thì tâm xuất gia mà thân không xuất gia, họ là một vị cư sĩ nhưng mà họ vẫn có đời sống gia đình, nhưng mà thật sự họ rất là ít dính mắc, vì họ đã nhận ra cái khổ đau cuộc đời và họ rất là thích tu tập, cho nên những cái thì giờ nào có được là họ tu tập thôi. Hàng thứ ba là cả thân và tâm đều không xuất gia, tức là những người mà họ ở sống một đời sống tài gia và họ cứ hưởng thụ mọi thứ dục lạc chứ không nghĩ tới chuyện tu hành. Và thứ tư là cả thân và tâm đều xuất gia, tức là hình tướng cũng là xuất gia mà tâm tĩnh cũng là một người mà đang cố gắng ly tham và xả ly và không có dính mắc, ngày ngày càng bớt đi cái sự dính mắc để hưởng thời cái giải thoát giác ngộ. Thành ra là với cái đề tài hôm nay trong cái phần Phật Đàm đó, thì quý vị không chỉ đặt câu hỏi thôi, nhưng mà mong rằng đó tất cả quý vị sẽ chia sẻ những cái cảm nghĩ của mình, và có thể nêu lên những cái vấn đề nào mà mình thấy rằng là vấn đề mà cư sĩ hay là người xuất gia đang có trong thời đại hiện nay. Và không biết hôm nay vị nào làm MC, xin chờ cái bàn tay của vị quý vị MC để điều hợp cho cái buổi Pháp Đàm hôm nay. Và bây giờ thì Đạo Pháp xin được nhường mic lại cho quý vị trong phần Phật Đàm. Nam mô Bụt Thầy.